Ngày hôm nay mình học được từ buông bỏ. Mình liên tưởng tới một cọng rơm, một tờ giấy, một cái ly, một cục gạch. Bốn thứ đều được rơi từ cùng một cao. Khi chạm đất thì cọng rơm vẫn còn nguyên, tờ giấy cũng chẳng bị tác động gì, nhưng chiếc ly, cục gạch thì bị bẻ nát. Hình tượng này sẽ dạy cho mình biết rằng cọng rơm không bị bẻ nát, bởi vì trên bản thân của cọng rơm rất là nhẹ. Tương tự tờ giấy cũng thế, vì không có trọng lượng cho nên tờ giấy không hề bị vỡ hoặc bị tan nát. Nhưng trái lại, một cái ly, một gạch với một sức nặng sẵn có ở bên trong chúng thì sẽ làm cho viên gạch và cái ly bị vỡ tan nát. Tương tự trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không biết buông bỏ những thứ mà làm cho cuộc sống nặng nề thì cuộc đời của chúng ta sẽ tan nát. Một bài học dễ thấy mà ít ai học được. Ngày hôm nay trong tòa án, mình đã buông bỏ, không nghĩa là mình thua, nhưng nó là một tình đi cách qua chúng em mình có thể mang tồn bao tại tiếc được, nuối trái và mình có thể cảm thấy rằng ta mình được hẹn nhau giải nơi cuối bởi những cuộc đời sẽ có với sự nhau nặng nề giây cuộc phút sống, tuyệt vời những người tệ mà bạc đời đâu như đã đem đến cho mình để mà lại mình không đón nhận người nào mình cần đến phải nhận lại là khi em hôm nhớ nay hoa nhạt không cần màu phải tham anh gia quên khi ta hay là gần có trái tim mình nhớ những sự phút buông ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau nhạt cánh hoa ta mời nhạt dưới xả chân là những thứ rác rưởi là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình cuộc sống sẽ trên phải yên cánh nụ hồng hãy nói làm cho con người trở nên tình sẽ đến một hiền lành bên em và để tin tưởng tôi nhớ mong cánh là hoa ta những người chung quanh. Dưới chân là 40 năm sống tại là đất nước cả tôi xuân rơi theo mình đi vào mỗi tình và đến khi khi con dân như ở một quốc gia nghèo anh quên khi ta có tên là nhau, Việt Nam, phút ân ái một lần gia đầu cho nơi tim mà càng cuộc thêm sống là nhói đau cánh hoa ta thì dưới bởi chân vì là đã là đứng cả đầu tôi xuân rơi mình theo ngày bản thân để sương rơi nuôi trên việc cánh lụa hồng để mình hãy có đôi tiền mắt ăn chơi. em ngóng trong Còn mong mình tình cũng sẽ không biết đến rằng một lần những gì bên mình học em để hoặc thôi là nhớ không tiếp được mong cánh để đứng hoa về ta lấy tiền thương yêu dưới và chân đã là nói với người phụ nữ đi là sai cả đường lạc tôi lối đó, xuân rơi cho theo họ tiền yêu thương, mỗi cho họ sự quan tâm để rồi họ trở thành người tốt. Tất cả đây đều là hão huyền, tất cả những điều này đều không có thật trong cuộc sống và mình không hiểu được. Để rồi khi mình 60 tuổi mình mới nhìn ra rằng những kẻ mà đã từng được mình cứu vớt ngày hôm nay họ quay đầu lại ăn thịt mình
và họ nắm víu lấy một người, một cái phao khác để họ tiếp tục lừa dối. Đồng thời họ cũng kết nối với một thành phần xấu để mà ám hại mình. Thôi thì dù mình là người của đạo Công giáo, họ là đạo Phật, mình cũng chỉ biết cho một điều rằng là họ án nào bạn để thắng, nhưng có án lương tâm sẽ luận tội kẻ đó đến gần lâm tử. Cuộc sống của mình được bù đắp bởi vì sau khi mình đã từ bỏ một cái con người mà không đáng để cho mình nhận làm vợ, họ muốn được mình thương yêu, muốn được mình cho họ một cơ hội, điều đó chứng tỏ là mình đã thay đổi từ một con người không đáng và trở thành một trong người thích đáng được quan tâm và thì mình đã có cả hàng chục người phụ nữ khác mong muốn được đến để thay thế nơi và chỗ của cô ấy. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng giá trị của mình được nâng cao, không phải tầm mức thấp kém. Và những người phụ nữ tìm đến mình không phải là những người làm trong công nghiệp, công việc bị xã hội đối đãi coi thường, tin tưởng. Đó là những thay đổi ngay trong cuộc đời của mình. Đời này tất cả mọi thứ đều đã được quyết định sẵn. Khi mình không thay đổi được thì tất cả mọi thứ đã được thay đổi từ xưa. Do đó mình chấp nhận nó, đón nhận nó và đừng nên có thêm tư tưởng thắng thiên nữa. Ngày xưa mình thường nghĩ rằng nếu như người nào tài giỏi, họ có thể lấy được điểm 10 trên 10 để họ học thành bác sĩ, thì mình cũng ráng thắng cái số mạng của mình bằng cách mình học thật giỏi, thật lâu, thật nhiều, thì mình cũng thắng được, mình cũng đạt được kết quả. Nhưng nay thì hoặc thành tài một nghề nghiệp gì đó, và mình cũng cho rằng nếu người ta đã được thiền tính, được trời phú hộ để mà trở thành tài, thì mình không được trời phú hộ thì mình cũng có thể cố gắng kiên nhẫn, kiên trì 5 năm, 10 năm thì mình cũng sẽ trở thành những cái mà được học tư tưởng thắng thiên. Người trẻ ngày nay đã không còn tồn tại ở bên người ta. Người ta chấp nhận rằng mình được sinh ra và mình có một vị thế nhất định nào đó trong xã hội. Tròn đến kiếp sau mình không đua đòi, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau, không còn tham lam hay có những hoài vọng gì nữa. Giấc mơ duy nhất của mình chỉ là một mái ấm gia đình,
và một bữa cơm chiều cùng vợ con quây quần cũng không thể nào thành công được. Dù mình đã cố gắng trong suốt 60 năm qua, thôi thì giấc mơ nó không thành, thì mình hãy xây dựng một giấc mơ mới, một giấc mơ không có những đứa con bên cạnh, một giấc mơ không có người phụ nữ mà mình từng mơ ước. Hãy để những phụ nữ ước, phụ nữ mơ ước mình vui mẹ. Tôi nhìn đời anh lòng đau xót xa, mẹ dâu âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sôi đá. Cuộc đời thật là tôi và anh chẳng xa, nhưng vì tôi khi ngày đến đứng mình có một đứa con trai, thôi đành ôm nỗi tiếc. Mình cũng đã đóng vai vừa làm cha vừa làm mẹ, đã lo cho nó suốt từ khi nó một tuổi. Ngày hôm nay nó không còn nằm trong vòng tay mình, nó không phải là nhỏ bạc bẽo, đó không phải là cho mình muốn, mà đó là một sự định mệnh rõ ràng. Mình tin rằng định mệnh này là do con người tạo ra. Khi mà một người không muốn đứa con nó gần gũi người cha, thì có nghĩa rằng người đó đã xác định cho số phận của đứa bé là mày là con không được có cha từ ở tuổi này trở đi. Và khi mình đã cảm thấy rằng mình đã làm hết sức và mình đã sống hết thật con người nhưng vẫn không đạt được, không thể nào có được, không thể nào thể hiện được một vai trò làm người cha của một bé đã từng nằm yêu nhau tìm ta chẳng đổi thay qua. Đâu hãy nói anh nhận, không ra đi cho em đừng buồn chia ly, cách hoan hỉ lại gần với mình chấp nhận vui lòng. Và mình không thể cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Sau này từ nay trở đi mình hiểu được rằng con người sinh ra không chỉ vì vật chất, nhưng con người sinh ra còn có một bản năng tâm linh. Tâm linh đó nó đã dẫn con người trở thành xấu hoặc tốt. Và những kết quả cần phải chịu đựng sau này. Một trong những buồn bỏ nặng nề nhất đó là mình chấp nhận phải buông bỏ đứa con trai duy nhất mà nó đã theo mình suốt 6 năm qua. Buông bỏ để nó được tinh thần vững chắc. Một đứa con trai sống không có cha thì còn mồ côi cha sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu được chăm sóc đúng theo ý nghĩa của cái gọi là một gia đình mồ côi cha. Xưa nay mình không bao giờ tin vào số phận, mình cũng chẳng tin vào định mệnh. Nhưng có lẽ là ở tuổi 60 này, mình bắt đầu thấy nhiều điều trong tâm linh và đúng. Mẹ cũng một cô cha. Thế bây giờ mẹ cũng một cô cha theo một nghĩa đen. Bởi vì khi mình không còn cần nó nữa thì xem như nó thiếu sự giáo dục của người cha, cũng là một cách một cô cha
dầu ta đã còn sống ở ngay đây, mình tin rằng số phận của nó đã là một chấp nhận mà thôi. Mình không thể nào lấy con ra khỏi tay khi mà định mệnh đã như thế. Có lẽ ở Việt Nam thì khác. Ở Việt Nam thì người phụ nữ sẽ bị thua thiệt trong cái vấn đề gọi là chia sớt con cái. Một người cha thực sự thương con, một người cha lo cho gia đình, và một người cha được mọi người thương mến thì sẽ có cơ hội giữ con cao hơn là một người mẹ đi làm ở trong một cái nghề nhạy cảm. Mình nói đây là mình nói chung chung, mình không nhắm vào ai cả. Thằng bé này cũng nằm trong trường hợp đó. Thì thôi, ba đã lo cho con được. Thì ngày hôm nay giống như một hạt giống ươm xuống đất được nảy mầm lên cứng cáp rồi. Và sau đó thì người ta đã ăn cắp cái hạt giống đó khỏi tay ba. Ba không thể nào tranh giành lại được. Ba chỉ mong rằng con sẽ lớn mạnh. Và khi con đã đủ tuổi trưởng thành thì có lẽ là ba đã lớn lìa đời rồi. Và không còn có thêm thời gian này nữa. Con có biết không, đây là tấm hình duy nhất mà ba giữ lại để mà chứng minh rằng ba thương con như thế nào. Khi con thì mới có 8 tháng gần tuổi, và con về lại Việt Nam. Ngày đấy ba đã cởi áo khoác bên ngoài và để con nằm trên ngực của ba. Con hưởng thụ hơi ấm từ trong người ba, và con được ba ôm ấp trong một bàn tay an toàn. Và cứ như thế, ba giữ con suốt 17 tiếng đồng hồ đi và 17 tiếng đồng hồ về, không được ngồi. Bởi vì ba muốn cho người phụ nữ kia được ngủ ngon, được ăn ngon, và để nó có sữa cho con bú. Nhưng không được như thế. Và ba đã giữ như vậy bằng tình thương, tình yêu của ba. Nhiều người trên máy bay họ nhìn ba với một cặp mắt rất là ngưỡng mộ. Bởi vì khi ba thắc mắc tại sao họ nhìn, họ nói rằng tôi chưa thấy một người nào để con lâu và đứng lâu như không. Suốt cuộc chặng đường như vậy, và ba chứng minh nó bằng cái hình ảnh này. Sau này ba có mất đi hoặc là có chết đi, con hãy nhớ rằng đứa bé nằm trên ngực của ba và được tiếp áo khoác áo choàng phủ lên và hưởng thụ tất cả các hơi ấm của ba. Đó là tình thương, tình yêu của ba dành cho con. Có lẽ số của ba không bao giờ được như con. Số của ba nó là như vậy thì ba không cãi được. Nếu còn ở Việt Nam thì ba coi có thể dành con được và nuôi con, nhưng ba sẽ nuôi con trong một cái môi trường thiếu thốn. Còn ở bên này thì môi trường tốt hơn, nhưng có thể là con sẽ không được sự dạy dỗ đúng đắn. Sau này con cứ trở thành ông này bà nọ cũng là công lao của mẹ con. Và nếu con trở thành một người
xấu trong xã hội, thì đó là quá nghiệp mà con phải vác chung cho cái người đã gây nghiệp. Ba đã xong hết bổn phận làm cha rồi, và ba cũng đã xong theo pháp luật, ba bắt buộc phải trả tiền nuôi con. Mặc dù ba không được ôm ấp con trong lòng, có những con người được nuôi nấng như vậy và sau đó ăn thịt lại cái người nuôi của mình. Hình ảnh này ba nói đến đây lòng ba chặn lại, ba không biết nói gì hơn, chỉ biết nói với con một điều là con tên là Phạm Gia Thiên Tịnh. Thiên là tên gọi của ba, Tịnh cũng là Tịnh Bạc, nhưng mà ghép hai chữ Thiên Tịnh có nghĩa là 1000 năm. Nhưng tiếc rằng con sẽ không được tồn tại 1000 năm nếu con không có ba ở bên cạnh dìu dắt con. Ba rất nhiều khả năng, ba có rất nhiều tài năng, nhưng ba không thể nào truyền đạt cho con được, bởi vì con không có lớn lên bên cạnh ba. Chúng ta ngày xưa thì con lúc nào cũng nhảy lên lòng ba và muốn được ba chỉ dẫn từ cách viết chữ, sau đó rồi làm toán cộng toán trừ, rồi sau đó rồi con muốn ba làm dạy con làm ảo thuật. Rồi ba cũng đã từng 2 năm trời theo con để mà dạy con bơi, dạy con lặn. Khi mà con lớn lên, rồi ba cũng đã dạy con bỏ tiền mất để cho con học võ, để cho con trở nên mạnh mẽ hơn. Và con, ba cũng muốn con trở thành một người đàn ông lịch lãm, biết đánh đàn piano. Tất cả những thứ đó đều ba đã làm thực hiện được. Nhưng ngày nay ba đã bị tước con ra khỏi tay, thì ba sẽ không còn làm được nữa. Tại cái tòa án này, nơi ngày đó ba đã từng cứu sống một người, và cũng từ tại cái tòa án này, người đó đã đưa ba vào đường hỏa ngục. Con à, con lớn lên, trước mắt con còn rất nhiều việc làm. Nhưng ba biết ba sẽ làm gì, nhưng ba không thể nào làm được. Ba sống với con ngày nay giống như là một cái xác, một cái linh hồn. Xác người ta nhìn được, linh hồn người ta không nhìn được. Cho nên ba đứng rất là xa, ba không thể nào hướng dẫn con được. Còn con đứng đó, con muốn ba giúp, và ba giúp với không tới. Và thời gian sẽ chứng minh chúng ta sẽ càng ngày càng xa cách nhau nhiều lắm. Ngày xưa thì con ở với ba từ sáng đến chiều đến tối, gần như con không bao giờ gặp mẹ con, bởi vì mẹ con đi làm từ 12 giờ trưa cho đến 10 giờ đêm mới về. Khi mà con thức thì mẹ con còn ngủ, rồi khi mà con đi học về thì mẹ con đi làm. Con ngủ rồi thì mẹ con vẫn chưa có mặt ở nhà. Rồi khi con thức lại lần ngày hôm sau thì mẹ con vẫn còn ngủ. Và cứ thế suốt 6 năm 7 năm trời. Con không muốn, con nói con không muốn đi theo, con chỉ muốn theo ba thôi. Và ba cũng đã chấp nhận
cho người ấy ở chung nhà. Và ba cũng từng nói rằng nếu mà có đi làm cả ngày thì tối cũng ráng về nhà nằm ngủ với đứa con để cho có hơi của tình mẫu tử. Và ba đã làm hết sức, nhưng có lẽ là mình càng làm hết sức thì mình sẽ không bao giờ đạt được cái sự thông cảm hiểu của người đó. Thì thôi, chúng ta cũng không cần phải bàn gì nhiều nữa. Con biết không, con giống như mặt trời đang ở mùa, đang hừng lên. Và đến khi mặt trời đứng đầu, đứng ở đỉnh đầu, lúc đó con đã là người trưởng thành. Và đến khi mặt trời xuống buổi chiều hoàng hôn, nó là xế chiều, giống như ba ngày hôm nay. Và khi nó đã xế chiều rồi thì nó phải là ban đêm, thì tức là người ta từ giã con chân. Thì ba cũng thế thôi. Không đêm nào mà ba không chờ mong con gọi điện thoại để đọc kinh. Nhưng mà con có đọc hay không, hoặc là ba cũng không còn mong đợi gì nhiều nữa. Những gì ba dạy con khi con còn nhỏ có lẽ con sẽ không còn nhớ khi con lớn lên. Nhưng mà đối với lương tâm của ba, ba đã làm hết sức. Và ba cảm thấy ba không còn gì để mà phải xấu hổ. Nếu như sau này chúng ta mỗi người một phương và ba sẽ không gặp con nữa. Bây giờ thì ba chỉ mong rằng con hãy nhớ rằng con có một người cha rất thương yêu con và dạy con. Tới lúc con vào bước chân vào lớp 1 và từ lớp 1 trở đi thì đời dạy con, con phải hãnh diện con có một người cha hết sức thương con. Con phải hãnh diện là con có một người cha sống vì con, và đó chính là ba. Sau này con lớn lên, con có lập gia đình, con có kết hôn, thì hãy nhớ một điều: đừng bao giờ đi tìm người phụ nữ ở trong làng ăn chơi, và đừng bao giờ vội vàng kết hôn khi con quen với một người phụ nữ. Con hãy để ý rằng nếu người đó luôn luôn giấu con để làm những việc sau lưng con, con phải lập tức rút chân ngay ra, bởi vì họ không thực sự thương yêu con. Họ yêu thương cái khác, nhưng họ lợi dụng con để mà họ đạt được mục đích. Và nhất là khi con đã thẳng thắn nói với họ rằng mời họ ra khỏi nhà mà họ vẫn không chịu ra, thì điều đó chứng tỏ rằng tình cảm của con đã hết, nhưng người đó vẫn còn lại, không phải là tình yêu mà là sự trả thù. Và không thể nào chờ đến khi con 18, 19 tuổi ba mới nhắc lại được. Lúc đó thì ba đã vào tuổi 70, 80 rồi. Cho nên ba chỉ dặn con sơ sơ những điều như thế thôi. Tuyệt đối không bao giờ đi tìm phụ nữ trong giới ăn chơi, bởi vì thứ nhất, họ là những người lười biếng. Thứ hai, họ là những người thủ đoạn.
họ không tốt, cái căn bản của họ không tốt, thì cuộc sống của họ cũng chẳng tốt. Nếu như con lớn lên cùng với ba, cho đến ngày con lập gia đình, thì ba sẽ là người hướng đạo, chỉ dẫn cho con đường đi nước bước. Nhưng đằng này không, cha con chúng ta từ giai đoạn sống với nhau mỗi ngày mỗi giờ bước sang một giai đoạn con bị cách biệt, con bị tách rời hơn một nửa năm, không được tiếp xúc với ba. Rồi sau đó con lại được tiếp xúc với ba 5 tiếng một ngày, 5 tiếng một lần, mà cứ 14 lần mới được gặp con một lần như vậy. 14 ngày mới gặp con một lần như vậy. Và bây giờ thì 1 tháng mới gặp con một lần. Và chẳng bao lâu nữa thì 1 năm mới gặp con một lần. Thì hãy nhớ rằng là, con hãy nhớ rằng là đàn ông phải kiên quyết trong tình cảm, không được mũi lòng, bởi vì con không biết thương con thì chẳng ai thương con hết. Con phải biết thương con trước thì con mới thương người khác được. Và không nên hy sinh, đừng nên nghĩ rằng cái tình yêu của mình có thể cảm hóa được một người phụ nữ xấu xa. Họ đã xấu xa từ bản chất thì họ sẽ biến con thành từ một người thánh thiện trở thành một người hung dữ và tàn bạo. Phụ nữ có một cái quyền lực, đó là họ biến một người đàn ông xấu xa thành một người tốt, nhưng đồng thời họ cũng biến một người tốt thành một người rất là xấu. Và khi con đã là người xấu rồi thì họ đưa con vào tù tội, đưa con vào trong vòng lao lý. Hãy nhớ điều ba dặn. Cái video này ba làm và nói chung chung bởi vì bây giờ thậm chí ba còn bị cấm, ba còn bị bịt miệng, ba còn bị không được phép làm bất cứ một video gì nữa mà có hình của con. Mặc dầu cha con chúng ta vui vẻ thì chúng ta quay phim nhau, nhưng ba cũng không được quyền làm, ba cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Ba không quan tâm. Nếu như một con người thông minh, một con người hiểu biết, thì họ biết họ sẽ làm gì, chứ không phải họ nhờ luật pháp để mà cấm ba làm những cái chuyện ba nên làm. Bạn bè con sẽ từng có những đoạn phim, đoạn hình của cha mẹ đưa lên mạng để khoe sự hạnh phúc của họ. Nhưng đối với con thì con bị cấm. Con bị cấm đưa lên hình với ba. Từ những cuộc đi chơi, từ những cuộc dạy dỗ, ba đều bị cấm hết. Ở một cái xã hội Na Uy này, nó không phải là xã hội tốt. Nếu nó tốt thì nó sống ở nhà tù. Một xã hội Na Uy này, một cái xã hội dung thứ cho những người phạm pháp, những người lợi dụng thời cơ, những người lợi dụng những người đàn ông hiền lành chất phát để mà đạt được cái mục đích của họ. Cho nên nếu con mặc trong người một cái bản chất của Na Uy thì sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành một người thất bại giống ba. Bởi vì người Na Uy họ rất là nhút nhát và họ không phải là người đàn ông chính trực. Đại đa số người Na Uy ở đây con đã thấy rồi, họ đều bị ly dị hoặc là phải ly dị. Và người con đang sống chung cũng là một trong những người đó. Giờ này trời đã tối, đồng hồ đã
2 giờ sáng, bà vẫn chưa ngủ được. Bà không ngủ được không phải vì, nhưng có thể rằng là ở tuổi của ba không cần ngủ nhiều. Ở tuổi của ba chỉ cần nhắm mắt một vài tiếng đã đủ rồi. Và ba cũng cảm thấy rằng là ba cũng hài lòng với cái tuổi 60. Ba cũng chỉ cần mong sống vài năm. Rồi sau đó là ba sẽ thôi thì ba nói những điều như vậy với con và mong con được khỏe mạnh, mau lớn và nhớ rằng là con luôn luôn có một người cha quan tâm tới con từ nhỏ tới lớn và xin chấp nhận với số phận hiện tại. Và đó cũng là lý do tại sao ở cái tuổi 60 này mình bắt đầu đi vào một cái thế giới mới. Đó là những người từng làm hại mình cũng không chấp họ nữa, mình không hơn thua với họ. Những gì mình làm được cho họ xem như đó là công việc mình cần phải làm để cứu vãn một người. Việc họ trả ơn hoặc họ việc lấy oán trả ơn thì đó là việc họ sẽ phải gánh chịu sau này. Tóm lại, mình hôm nay sau buổi tòa mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm và mình đã bước vào một trang giấy mới của cuộc đời của mình. Mình không tranh giành, mình bỏ hết tất cả. Hãy để cho họ thắng, hãy để họ cười. Và sau này chính họ là những người phải chảy những giọt nước mắt vì sự phụ bạc, vì những cái sự kiêu ngạo và những hành động họ làm với mình. Cuộc sống của mình tới đây 60 là một bước ngoặt. Mình cũng chẳng cần họ biết tới mình là ai. Những gì mình giúp được trong xã hội trong suốt thời gian qua, mình giúp cho họ, giúp cho người khác, giúp cho cái người thân, giúp cho người từng gọi là vợ, cả gia đình họ, từ một tầng lớp nghèo trở thành một gia đình có công ăn việc làm, có nhà có cửa. Và mình dù trở thành tay không, đó cũng là số mệnh được đặt sẵn. Mình không thể cải được nó, mình không thể làm được nó, mình phải chấp nhận nó. Cũng cảm ơn đời, cảm ơn người và cảm ơn tất cả đã cho. Cảm ơn cuộc đời mới đang đón chờ mình trong những ngày tương lai. Xin thành thật cảm ơn tất cả. Mình sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tiếp diễn lại những cái sai mình đã làm trong suốt 25 năm qua. Cho mình một bài học. Xin chào và tạm biết biệt thế tất nào, cả mọi người.